Ta-da, xin chào cả nhà, là đến với lại kênh Lê Cúc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món nước chấm ha, gọi là nước chấm thần thánh hay còn gọi là nước chấm đa năng ha. Thì đối với món nước chấm này, các bạn có thể chấm hải sản là tôm, mực, ốc, hoặc là chúng ta có thể chấm gà, chấm thịt vịt. Nói chung là đối với món chấm này thì chúng ta có thể áp dụng cho rất là nhiều món. Thậm chí chúng ta ăn hộp vịt lộn, hộp vịt dữa chúng ta vẫn có thể chấm được nha mọi người, rất là ngon. Mà mình bỏ trong tủ lạnh ngăn mát các bạn thì bảo quản được lâu nữa ha. Và để đến với món nước chấm thần thánh của mình ngày hôm nay thì mình cần có nguyên liệu chính là muối nè, đường, ớt, chanh, tắc. Các bạn có thể thêm một ít tiêu cho nó thơm cũng được, tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Và sẽ có gia vị là bột ngọt kèm thêm. Ở đây các bạn thấy sẽ có là lá chanh. Thường nó sẽ có một cái cách khác nữa để làm, thì chúng ta sẽ xay ớt với lá chanh để cho nó thơm. Thì đối với phần nước chấm này thì mình sẽ chia sẻ theo cái cách đơn giản nhất cho tất cả chúng ta đều làm được ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau note lại một số nguyên liệu cần thiết cho cái món nước chấm thần thánh này nha. Thì hôm nay mình sẽ dùng muối hột, các bạn không có muối hột thì các bạn sẽ dùng muối bọt bình thường cũng được. Mình sẽ dùng một muỗng ha. Lát nữa mình sẽ đâm ra. Phần muối hột này thì cái vị của nó sẽ mặn, nhưng mà nó không có mặn như là muối bọt ha. Nó sẽ có vị thanh thanh một tí, thì mình thích dùng cái muối hột này hơn. Mình dùng khoảng một muỗng. Ớt ha. Mình sẽ dùng khoảng 3 đến 4 cái ớt ha, tùy theo cái sở thích ăn cay của mỗi người. Và là ăn cay không được thì mình dùng ít ớt thôi. Và mình sẽ dùng một cái chài thần thánh để mình đâm ra. Các bạn sẽ đâm như là đâm muối ớt bình thường thôi ha. Đó. Vậy là mình đã đâm xong phần muối ớt rồi nè mọi người. Đó. Bước tiếp theo mình sẽ nêm nếm ha. Đối với phần gia vị thì mình sẽ cho một ít bột ngọt. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là đường. Đường thì các bạn sẽ cho 5 muỗng đường. Lưu ý là cái công thức á, là mình dùng chính cái muỗng múc muối lúc nãy mình múc đường luôn, cho nó đúng tỷ lệ ha. Làm trộn lên. Bước tiếp theo, quá thơm mọi người, mùi ớt với lại mùi muối nó nồng lên nó thơm. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng đến chính là chanh ha. Đối với công thức này thì mình dùng khoảng một trái chanh. Tùy theo cái sở thích nữa nha. Ví dụ các bạn muốn ăn chua ít thì chúng ta sẽ dùng nửa trái. Và nào muốn ăn nhiều thì mình sẽ dùng một trái rưỡi. Tùy theo khẩu vị mình thích là được. Mình thấy có một số bạn ăn rất thích ăn chua mọi người, nặng rất là nhiều. Nên là cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người ha. Chanh thơm quá. Đây mình dùng chanh không hột. Mình sẽ nặn vô luôn. Và lưu ý là mình không cần vắt quá kỹ, tại vì phần chanh mà vắt kỹ quá sẽ bị đắng á ha. Và đây là hỗn hợp chanh, muối, đường, ớt ha, quá ngon. Bây giờ mình sẽ đánh cho tan cái phần hỗn hợp này ha. Bạn nào không thích ăn hộp ớt á, thì lúc mà mình đâm ớt mình bỏ bớt hộp ra. Các bạn có thể cho thêm tiêu cho nó thơm.
Rồi, cơ bản là đến bước này là mình đã xong cái phần nước chấm thần thánh ha. Các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát để chúng ta sử dụng được nhiều ngày hơn. Còn đối với những bạn thích tiêu, thích có mùi hương vị tiêu thì các bạn có thể thêm tiêu vào cho nó thơm. Hoặc là bạn nào thích có một chút hương tắc vô nữa thì các bạn sẽ thêm tắc vô ha. Giống như mình là mình muốn cho nó có vị tắc một chút xíu nữa thì mình sẽ thêm một ít tắc vô. Thơm lừng luôn mọi người. Đối với phần nước chấm đa năng này, bất kỳ cái loại nào cũng có thể chấm được các bạn ha. Từ hải sản nè, rồi gà, ăn gà, ăn vịt rồi đó. Thậm chí là ăn hộp vịt lộn, hộp vịt dữa rồi mình chấm vẫn ngon như thường ha. Đó xong. Các bạn thấy ha, rất là đơn giản, chỉ cần đâm muối ớt nè, rồi cho thêm đường, bột ngọt và nạn chanh. Và mình đã có xong một chén nước chấm thần thánh rồi đó ha. Đó, quá ngon. Bây giờ mình cứ đánh cho nó tan cái phần đường ra, nó là ngon rồi nè. Thật ra đối với món nước chấm đa năng thì có rất là nhiều cách làm ha. Có nhiều khi là mình sẽ dùng thêm sữa đặc hoặc là mình xay thêm lá chanh với lại ớt xay nhuyễn ra để mình làm nước chấm thần thánh nữa. Nhưng mà mình chia sẻ các bạn hôm nay cách cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm được và mình sẽ không mất nhiều thời gian nữa ha. Đó, và chúc các bạn thành công với món nước chấm này. Và đừng quên đợi cho mình một like và subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Leo Cooking. Đối với món nước chấm thần thánh này ha, thì các bạn chấm với bất kỳ loại nào cũng ngon. Hải sản nè, tôm, cua, ghẹ, nghêu, sò, ốc hến gì đó. Thậm chí là các bạn chấm một vịt lộn, một vịt dữa cũng ngon nữa. Hay là chân gà luộc, thịt gà luộc này các bạn có thể chấm cũng rất là ngon. Thậm chí là chúng ta chấm cái cay cũng ngon như thường các bạn ha. Nên là các bạn cứ làm thử món nước chấm thần thánh và rất là đa năng này nha. Phải gọi là món nước chấm đa năng.